Xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin đáng chú ý trong bản tin FBNC 24/7. Khu vực Bắc Vân Phong sẽ được quy hoạch thành đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Chủ trương này vừa chính thức nhận được sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa được lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn. Kinh phí thực hiện quy hoạch sẽ được trích từ ngân sách tỉnh Khánh Hòa và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. Thông tin từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản thuộc Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ vừa giao cho ba bộ là Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế quản lý loại hình nhà nghỉ khách sạn, hay còn gọi là condotel. Theo đại diện Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ vừa giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách, cơ chế quản lý với loại hình condotel cho ba bộ liên quan. Theo đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về condotel. Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý sử dụng đất và kinh doanh tài sản trên đất. Còn Bộ Tài chính nghiên cứu về cơ chế tài chính đất đai đối với condotel. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh loại hình condotel phát triển ngày càng nhanh chóng tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, trong khi pháp luật Việt Nam chưa có quy chế cụ thể cho loại hình này. Trước đó, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cũng nhiều lần kiến nghị một cơ chế rõ ràng cho condotel để tránh rủi ro cho người mua. Căn hộ du lịch, rồi các cái sản phẩm du lịch hoặc là biệt thự du lịch, thì nếu theo ở trong các khu đất du lịch thì đất đó là phải thuê đất có thời hạn 50 năm, nơi nào mà khó khăn thì có thể được thuê với mức là 70 năm là tối đa, nhưng mà nói chung là phải ở chế độ thuê quyền sử dụng đất. Còn ở đây là để phát triển cái thị trường du lịch, để tạo điều kiện cho nhiều nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp để phát triển loại hình này thì cần phải chính danh cái quyền sử dụng đất của loại căn hộ hoặc là biệt thự du lịch trong các khu du lịch nghỉ dưỡng. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng hiện vẫn chưa có dự án condotel nào được cấp sổ đỏ. Do đó, người mua condotel sẽ không được hưởng quyền lợi như người mua nhà ở. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cam kết vào tỉnh Bình Dương từ đầu năm đến nay tăng mạnh, đến nay đã vượt mục tiêu cả năm 2017 đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, trong 7 tháng đầu năm, tỉnh thu hút hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư FDI, nâng tổng vốn đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh này lên hơn 27,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn FDI. Trong đó có 97 dự án đầu tư mới với số vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ, 62 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm là 670 triệu đô la Mỹ. Hầu hết nguồn vốn FDI cam kết vào tỉnh là đầu tư vào các khu công nghiệp, chiếm 92,5% tổng vốn đầu tư, gồm 72 dự án mới với 965 triệu đô la Mỹ và 37 dự án điều chỉnh vốn với vốn đầu tư tăng thêm 623 triệu đô la Mỹ. Hiện Singapore dẫn đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Bình Dương, kế đến là Đài Loan và Hàn Quốc. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố quyết định đình chỉ thi công đối với nhà thầu xây dựng cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm. Thời gian đình chỉ là 2 tháng. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập biên bản xử phạt đơn vị thi công công trình cầu vượt thép nút giao Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm do không tuân thủ các quy định trong việc thi công trên đường bộ khi đang khai thác, có bố trí biển báo hiệu và rào chắn nhưng không đầy đủ theo quy định. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố còn phạt bổ sung tạm đình chỉ thi công trong 2 tháng, từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10 tại khu vực đang thi công phía đường Nguyễn Kiệm thuộc quận Gò Vấp. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thông xe một nhánh cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm nhằm giảm tải bớt áp lực kẹt xe tại khu vực này. Đây là công trình có vốn đầu tư gần 320 tỷ đồng do khu quản lý giao thông đô thị số 3 làm chủ đầu tư. Và đây là một trong 6 dự án giải quyết ùn tắc giao thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn thấy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp có dấu hiệu chững lại, mới đây Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HoReA, đã phát đi thông điệp cảnh báo thị trường. Trong đó HoReA đặc biệt khuyến cáo nhà đầu tư thứ cấp không nên quá kỳ vọng vào lời hứa sinh lợi từ 8 đến 10% từ các dự án này. Chi tiết thông điệp sẽ được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoReA chuyển đến quý vị ngay sau đây. Các chủ đầu tư, các nhà môi giới đang đưa ra một phương thức khuyến mãi là cam kết lợi nhuận từ 8% tới 12% trong thời hạn từ 8 năm tới 12 năm tùy theo dự án. Nhưng mà chúng tôi quan ngại vì sao?
vì bây giờ với cái mức giá mà chủ đầu tư đang bán sản phẩm cho người tiêu dùng thì cái căn hộ condotel và cái biệt thự mà nghỉ dưỡng thì giá bán tương đương giá bán căn hộ và biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là chúng tôi nói rằng giá bán rất cao. Và khi đã bán cho người đầu tư thứ cấp với cái giá như thế và cam kết lợi nhuận 8% tới 12%, bây giờ giá định chủ đầu tư không thực hiện được cam kết của mình thì hậu quả như thế nào đối với nhà đầu tư thứ cấp? Điều này có nghĩa là chủ đầu tư đang chuyển cái rủi ro về đầu tư kinh doanh lên trên vai của nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp. Đó. Cho nên chúng tôi cảnh báo và đề nghị chủ đầu tư của các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng mà có loại hình condotel, có loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thì phải có những cái giải pháp để bảo đảm thực hiện đúng cam kết của mình đối với nhà đầu tư. Thì như vậy chúng ta mới đảm bảo thị trường nó phát triển đúng hướng, lành mạnh và nhà đầu tư thứ cấp cũng đồng thời có một sự chia sẻ. Thứ nhất là nhận được những cái hiệu quả qua những cái lợi ích qua quá trình đầu tư, nhưng mà cũng đồng thời có sự chia sẻ rủi ro giữa nhà đầu tư chính và nhà đầu tư thứ cấp.